Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Phi Vlog của mình nha. Ở OK thì hiện tại tụi mình đang đèo trên một cái chiếc xe các bạn ơi, xe lu nha. Đó. Thì giờ chuẩn bị tụi mình đèo chiếc xe này đi nhặt diều nha các bạn. Đó thì bữa nay mình sẽ quay cho các bạn xem một cái cây quyền một cái cây tràm mà huyền thoại có rất là nhiều con diều mà nó bị dướng trên đó nha các bạn ơi. Thì lâu lâu mình ra là có diều bị mắc kẹt ở trên đó các bạn. Đó thì bữa nay mình sẽ đèo xe này đi để mà lụm diều cho các bạn xem nha. Rồi OK chuẩn bị chạy chưa? OK. Nổ máy. Ủa, OK các bạn ơi, tới rồi các bạn ơi. Đây là các bạn. Đó. Đây là cái cây tràm huyền thoại nha các bạn. Đó thì cái cây này là rất là có nhiều diều mà thường xuyên mà nó bị dướng dưới đây nè các bạn ơi. OK thì bữa nay mình sẽ vô mình quay cho các bạn xem. Thì mình hồi nãy mình chạy ngang đây á, thì thấy được có vài con diều nó bị mắc kẹt trên đây nè các bạn. Đó, ở đây một con này các bạn ơi, thì nhìn sơ mình thấy cũng có khoảng hai con ở chơi tuốt bị trên đó một con nữa nè các bạn. Đây một con, đây một con, hai con. Đấy, mấy đứa nhìn coi còn con nào không, chỉ cho anh này. Đó thì mình sẽ mở mình kiếm cho các bạn xem nha, trước mắt có hai con nè các bạn. Ôi, ở đây con nó đâu? Trời ơi, con diều gì mà nó OK đây con này các bạn ơi. Mà nó dơ quá, con diều này nó dơ quá, nhìn thấy không rõ các bạn ơi. Con diều này nó cũ quá. Đây, nó. Con diều này gì không biết luôn, hình như con diều đại bàng á gì bây giờ. OK bây giờ mình sẽ lấy cây mình sẽ lấy mấy con diều này xuống nha các bạn. Ok các bạn ơi, đây ở bên đây có con treo toàn tan này nữa nè các bạn. Đó mình sẽ qua đây mé bên đây mình quay cho các bạn xem nha nè. Đó coi con phượng hoàng bia ơi. Đó con này rất là màu, rất là tươi luôn các bạn ơi. Đấy. OK thì Huynh nghe mình lấy cây là đem vô liền các bạn, phải nhanh trí như vậy mới được nha. OK anh sẽ cho mày lụm nào bây, thử em cho thử thử mình lụm được con diều nào không? Leo leo trên đây là nó gần hơn. Ai các bạn có hai con luôn, diều có mập, hai diều có mập. Coi thử nhóc bi nó làm ăn được gì không nha các bạn. OK thọc không được là thua luôn đó. Ồ hải thọc kiểu này là con diều mà xuống tới là nó sẽ mềm mình luôn nha các bạn. Con diều mà rớt xuống được tới dưới là con diều cũng mềm mình luôn rồi. Trời. Ồ quá hay, coi ơi. Đưa qua đây. Con diều này còn gì nữa đâu thả trời. Ê cái xuống. Ê. Wow, ây da. Đâm dướng gì dữ vậy. OK các bạn ơi, thì con diều này cũng đâu còn gì đâu thả, rách banh chân rồi. Ôi lấy tiếp đi bi, lấy con kia luôn đi. Ai à, các bạn ơi, nó còn có được có cây sườn giữa một à, rách rồi. OK các bạn ơi, một con nha. Còn con bên đó mình thấy nó hơi nhỏ nha các bạn ơi. Con này con cá mập hơi nhỏ. Cá mập đó chứ gì nữa, cũng giống. Nhìn dân thả diều nhìn sơ là biết con cá mập rồi. Ê các bạn ơi, bên đây có một con phượng hoàng. Nhóc bi móc được con này xuống là mới khó nè. Ô quá dữ. Đây anh Quỳnh, đem anh Quỳnh. Cá heo phải không? Cá heo như cá mập nhìn cũng y chang à, nhìn nãy anh tưởng cá mập. Coi. Rồi luôn. Nhiều cá heo các bạn ơi, nhưng mà con này hơi nhỏ. Còn được cây sườn ngang, cây sườn giữa mất tiêu luôn rồi. Ô. À, còn con nhiều đá bàn đó thử cho nhóc Huynh lụm coi có được không? Được luôn. Được không? Ai mình sẽ cho nhóc Huynh thử lụm con diều đại bàng đang thui trên đó nha. Con diều trên đó chắc nó cũng ở trên đó cũng 80 năm rồi các bạn ơi.
nó quá trời, nó mình thấy nó cũ luôn, mà nắng nó bạc bay màu chân. Kiểu này chắc không xong rồi. Đó còn gì nè các bạn ơi, nó bị mắc kẹt cho nó. Để cho con Quỳnh lấy thôi, thử bao lâu nó mới lấy được con dừa này. Cái ống nước này nó hơi mềm các bạn ơi, cho nó cong qua cong lại rất là khó lấy các bạn. Gần được rồi đó Quỳnh, thọt vài cái nữa chắc rớt rồi đó. Mấy con dừa này nó bị mắc kẹt trên đây lâu lắm rồi, nó mới tàn tạ cái này. Nó nắng, ngoài nắng riết bạc màu chứ. Khúc này mày lấy mấy khó. Ok các bạn ơi, nhóc Vinh bị lấy không được rồi các bạn. Nhờ sự trợ giúp của nhóc Bi nha các bạn. Đấy. Đó. Đây, coi nhóc Bi thể hiện nè. Ây da. Nó bị... vì dưới như nó rất khó lấy luôn các bạn, tại vì nó mắc kẹt ở trên đó rồi nó quấn vòng chảnh á, thêm cái ống nước này rất là khó lấy. Mày gì hả, mày gì hả, mềm mình này, ăn diều mềm mình luôn rồi. Ý à. Ê, ok các bạn ơi, thì cái con diều mà Phượng Hoàng mắc kẹt trên đây á thì dướng chảnh nó bị quấn chảnh cứng ngắc rồi các bạn ơi. Nó mình xuống mình thọc cũng không được luôn các bạn. Nó cho nên mình sẽ bỏ con diều này nha, mình không lấy con diều này. Đó, thì nó rất là khó lấy các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ qua mình lấy con diều Phượng Hoàng mé bên đó nha. Đó. Ok, hiện Bi thọc đi Bi. Mình mới xuống mình cột dây vô mình thọc nó cũng không có rớt được luôn các bạn ơi. Nó bị mắc kẹt ở trên đó là rất là khó lấy luôn. Hả? Có cái dây luôn hả? Giật xuống ơi. Đó. Bởi vậy người ta giật đứt dây, người ta giật không được nên nó mới mắc trên đó, chứ mày kéo xuống được người ta lấy xuống rồi. Nó bị kẹt cái con dây quấn trên cái cây bự cho nó. Cho nên người ta giật đứt dây là bỏ đó. Đập vô cây trên á. Có khi nào đập vô ông nó ra đánh luôn. Ừ. Ga nào chạy trước. Ga nào chạy trước hạn đó thoát nha. Nào chạy chậm ở lại bị đánh gán chịu. Em giục cây em đập mọc luôn. Ghê vậy. Gà lấy kìa. Ừ, thọc ngay đuôi á. Ờ, kéo ra rồi. Dễ ăn lắm. Nó bị mắc một dây trên cái cây cứng như thế này. Quấn kéo mạnh xuống. Quấn nghịch kéo mạnh xuống. Kéo xuống. Trời ơi. Ừ. Giúp. Hai các bạn ơi, ok. Nhóc Bi nó thọc nãy giờ rớt rồi các bạn ơi. Lấy vô đây Bi. Đó, nó rớt rồi, nằm tốt miệng ngoài đó các bạn. Wow, con này đuôi đẹp quá. Hả? Lo vô. Vừa đẹp quá các bạn ơi. Ừ, nó con này cũng Phượng Hoàng mà. Gì con gà hả? Gì con gà, con gì con ta gì Phượng Hoàng, với nhiều gà gì. Hả? Ừ, kìa, con gà. Đòn coi coi. Gà. Anh thấy giống Phượng Hoàng mà. Em thấy con gà. Đây các bạn ơi. Diều này mà nó con gà các bạn ơi. Mình nhìn thấy giống con Phượng Hoàng. Nè, có cái mọng nè. Hả? Có cái mọng nè, con gà. Gà hả? Sao nhìn thấy giống Phượng Hoàng quá vậy? Gà. Ok các bạn ơi, cái con diều nhóc Bi mới lụm xuống nè các bạn ơi. Thì con này mình thấy giống con Phượng Hoàng mà hai anh em trai nó nói con gà các bạn ơi. Thì bạn nào mà biết con diều này gì comment cho mình biết nha. Ở con diều này thì cũng có cây sườn nè. Hai cây sườn kia bị gãy rồi các bạn ơi. Nó giật quá bị gãy rồi. Ok thì nãy giờ tụi mình tổng kết lại thì nhặt được ba con diều nha các bạn. Còn một con diều Phượng Hoàng ở trên kia nữa, nhưng mà nó bị mắc chảnh cứng quá, tụi mình lấy không được các bạn ơi. Đó. Lấy mấy con diều xuống cho anh coi. Lấy gì xuống đây. Ok các bạn ơi,
Thì đây chính là thành quả của tụi mình nãy giờ lụm được ba con các bạn ơi. Đó. Thì cái cây này á là lâu lâu tụi mình ra đây khoảng vài tháng là có mấy con diều nó bị dướng ở chảnh này các bạn. Đó, cái cây này gọi là cây chàm núi huyền thoại luôn nha. Đó, thì được một con diều gà nhé, một con diều cá heo và một con cá mập nha các bạn. Đó, thì ok, thì có lẽ mình sẽ kết thúc video tại đây luôn nha. Đó, nếu các bạn mà xem video thấy thú vị thì cho mình xin một like và một đăng ký kênh để ủng hộ kênh Phi Vlog của mình nha các bạn. Đó, ok, thì mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn video tiếp nha. Bye. Bye.